Nay vào thăm vườn của anh Tú ở Sơn Trang, Ba Vì, Hà Nội. Tú Ba Vì đây, chủ tịch câu lạc bộ sinh vật cảnh Phù Quảng. Cái xanh giả ghê gớm. Được, như ý là cái tung sa mà nó bị lúc nào mà mùa này nó vẫn chưa lên được, nó chít toi đấy. Bởi vì là mùa này không thấy cái chỗ của nó nằm trước à, sau ở bên bố út còn đây thì nó bên đang nằm thì còn lúc nào đấy. Giờ này vào đá hàng loạt này, vào đá rất nhiều. Lại tham quan cái cây chấn vườn, một cái thủ rất to. Đó, một cây giáng trực, thiết kế làm cây giáng trực. Chăm được, dư thì tùng thì nó dễ sống mà. Cái này anh Tú với vườn được bao nhiêu năm rồi? Tối á. Cái to này này. Đến giờ được 2017. À thế thì bây giờ cũng mới có 7 năm à. Một tác phẩm 7 năm. Hoàn thiện rồi, giờ cắt lại về phôi theo phong trào lối mới. Đổi đã mười mấy triệu rồi. Ui à, sao đắt thế ạ? Đắt. Ừ. Đổi với hao giấy mà. Cái hao giấy thì... Cái định lấy là định bán cho nó tầm gần 30 triệu rồi. Thế cái giờ đi, bây giờ thì định giá nó là bao tiền ạ? Bây giờ á? Bây giờ cây đấy nó phải tầm ít phải 15 củ. Ừ. Thôi anh Tú lấy cái này thì 200 nhỉ? Hay là 230 nhỉ? 200 à. Đấy, thế là giờ thắng lợi lớn, thành công rực rỡ. Tầm này làm ngoái, bây giờ chênh lệch rất nhiều rồi, những cây già như thế này rồi. Giá lên kinh khủng. Cứ mạnh dạn vào là có tiền. Mặt trước mặt sau và trông những cây già rồi kinh khủng, cây già đắt lắm, lên ngồi đồ già giá trị đấy, con này to kinh khủng, hàng ủ mưu. Người có tiền phải sưu tầm con này này. Huy này. Bao nhiêu? Một lít con này á? Chốt. Mật cây luôn à? Đấy, hàng mịn đây. Thích hàng mịn thì có hàng mịn đây. Thích mịn thì lại đắt. Nhiều tiền. Ui, giả đấy, con này giả, xịn. Đồ sạch sẽ. Đâu? Hả? Tí nữa, đợi tí nữa. Ông ơi, ơi, anh về anh một tí cho 3 phút đi. Ô lên đi. Đang làm nữa. Đại gia kiếm hàng người trăm tỷ tiền nan rồi thì giờ thì quay sang mà đầu tư vào cây đi chứ nị. Nghiên cứu thăm dò mãi gì. Vào cây thì phải kiên trì. Đại gia Huy này. Con sinh quê này giả sướng thật đấy, đỏ au. Nhìn phê.
Con này phê nhỉ, cũng nhìn vào ăn ảnh kinh thật đấy. Con này mà được cái bộ bóng tán bông tan đẹp con này thì chết tiền đấy nhỉ, kinh điển. Thôi cứ chịu khó làm thôi, thời gian 5 tháng sẽ trả lời thôi. Còn cái đường thân pháp thì quá phê rồi. Cột kèo, đúng rắn cột kèo. Có nhận xanh quê khi nó ra nhìn cái màu nó đẹp sướng hơn năm điển. Nó vừa trắng lại vừa đỏ, đỏ đỏ rực như lửa. Mỗi tội xanh quê nó kém cái độ chùn. Năm điển thì là chùn mạnh. Con này lu, lu mới địa y. Đấy, cái này chợ chết tiền này, cái cục lu này. Đấy, nó như là lắm mọc. Đùn lên như lắm. Vừa rồi em Khoa lại mới sưu tầm được một cái cây nữa, cây gì nhỉ? Thiên trụ à? À, em hợi. Tí sẽ quay cho các bạn xem một tác phẩm mới. Đây là một con xanh năm điền. Con này này. Con này năm điền, con này cơ địa đẹp đấy. Đó, xem cái con kia xem nào. Lột ra chưa? Lột đột cái ni lông ra, xem cái chân bệ, con này là ăn nhau ở chân bệ này. Có cái chỗ lu thì khoe thì đi giấu vào. Có mỗi cái chỗ đẹp đẹp. Đợt này lại làm kinh tế lại vào đồ hàng to rồi. Trước thì cứ bảo em chơi cây bé thôi. Làm cái bé nhặt tiền ở trộm. Thấy anh em nhặt tiền cây to nhanh. Bắt đầu lại quay sang nhặt cây to. Vào cây to mới nhanh ra tiền. Đúng làm kinh tế đấy. Còn nếu anh em xác định chơi thôi, đi giao lưu thì đúng chơi hàng mini. Nhưng khi làm kinh tế đúng vẫn phải làm hàng to. Bởi vì cây to nhoảng cái lên mấy chục triệu, hàng trăm triệu, thậm chí lên tiền tỷ nó nhanh. Nhưng cây bé thì biết đến đời thua nào. Nhưng mà bé thì đúng là cái là mang đi giao lưu thì rất là nhẹ nhàng, êm ái. Những cây bé mà kỹ đẹp thì cũng nhiều tiền lắm, không đơn giản. Những gọi là nhỏ mà có vợ đấy, nhưng mà hiếm. Còn to thì nó nhanh hơn. Con này mới lấy Nam Định này em? Thì mà lấy Nam Định về. Nó cho xem cái xem này. Thấy bảo già lắm đó. Toàn những lên lu cục đấy rồi. Tháo hết ra để chẳng mới khi. Cho giới thiệu hàng cái hàng sản phẩm mới mới về. Chúng ta tạm xuống đấy đã, tí xong thế này quấn vào. Đấy, con này nó thiếu ánh sáng, nhìn cái màu này nó xịn màu. Con này được phơi nắng thời gian cái thì nó khác ngay. Rất già, cái này có những cái giai đoạn được ngâm nước, thả tự do ngâm nước. Nó như thế này. Còn đây là những cây ôm đá đấy, cây huyền. Có đường chạy đẹp quá, đang bè để lui cát đã. Chắc sang năm thổi ra thì mới thấy được. Cả những con huyền này thế. Cái này giao lưu anh em à? Mặt bên kia nó hơi chật, nó hơi vướng. Đúng rồi. Cứ cho cái giá đi. Rẻ quá. Mới trả tao thêm tí nữa đi. 60. 60 nhá. Ok. 60 à? 60 kia lại phút mốt cho lên đường ngay cái này.
Anh Vương ơi. Ờ, ok. Như con rồng thế này mà bị 60 à? 60 thì coi trò mất cây luôn này. 70. Lại 70 à? Huy cho lên giá vu vu ở thế.